Xin chào các anh em nha. Hôm nay mình thử mình đi bẫy ở sân nhà các. Nay mình cho mấy anh kia mép cam mình đi bẫy đi giật lụp cái. Các bạn. Thế mình ra cho bẫy cái. Em chào các bạn nha. Mình mới dính được một em tí ô. Ngon lắm. Đây. Đi về khui cho các bạn xem nha. Keo dính nào cũng hay không trời. Mấy các bạn vừa bẫy quýt mà vừa bẫy tí ô nữa, hút mực nữa mà ăn biết sao bẫy quýt mà vô tí ô mới chết chứ à. Về các bạn ơi, mình về nha, được có một con à. Đây sau nhà mình đi bẫy chim đồ vui vui, đây hút hút mực là nhiều. Ốc quýt có tầm 10 con cùng. Chủ yếu là đi giật gừng thôi nha các bạn. Chứ không có đi bẫy. Bẫy đi xa mới vui. Mép cam. Mép cam mới lên luôn. Thôi mình về nha các bạn. Mới bây giờ luôn các bạn ơi. Hơi nhát xíu. Biết sao vậy, ốc mít mà ra được xanh tím nữa. Xưa mình cũng đẹp. Mình cho nó ăn cam với mật ong. Ba ngày đầu hay ngày sau rồi chắc cho nó ăn chuối. Sao mới về cũng ưu tiên nó xíu. Cũng đẹp các bạn. Chuyện lạ bảy ốc mít mà ra được xanh tím mới đau chứ nè, các bạn thấy không, xanh tím nó cũng ăn cam thấy không đó. Nó khiến cũng được đó. Nó đau ở chỗ mà tại vì hồi nãy mình đi ngủ mình không có chụp được cái cảnh mà mình bẫy nó được. Nó còn bỏ còn nhát nha các bạn. Thôi xin chào các bạn nha.